Bà con cô bác ơi, hãy xem Zin Zin vừa kêu một chút rồi tự ngủ đây. Ê. Thực ra là Zin không thích ai bé hết. Đang tự nằm, nằm rất nghiêm chỉnh, giang hai tay ra, đấy, hai chân banh ra. Đấy, còn kéo cả cái quần, quần mẹ cháu chưa gấp. Bây giờ cháu nghe giọng mẹ cháu ấy, không bắt ra. Đấy, thực ra mẹ cháu chưa muốn cho cháu ngủ đâu, vì cháu còn phải ăn nữa. Một tư thế cho nên như này mẹ cháu không cần phải là cuốn chỗ này nhộng đi cả. Mẹ cháu nằm được tự ngủ này. Thực ra mẹ cháu chưa muốn cho cháu ngủ đâu. À, mosquito, mosquito, mosquito. Đấy, tiếng ô tô qua thì cứ kệ qua. Thôi mẹ cháu đi làm việc đây. Mẹ cháu đang làm việc dở phòng bên cạnh. Cháu nằm bên đây một mình đấy.